hồng ngọc bẽn lẽn thay lời cả đám cất tiếng trước đại nhân chuyện này ta không biết trông vẻ mặt ai nấy đều khó hiểu không rõ lục thánh đang nói đến chuyện gì hắn trầm giọng hỏi lại không biết không có ai từng thử à nói không có ai là không đúng hồng ngọc trầm giọng kể chỉ có đội của cô là chưa từng thử thôi chứ trước đây đã từng có người thử rồi rất nhiều là đằng khác nhưng những người thử vào khe vực đều biến mất hết rồi cho nên câu hỏi này không có đáp án thậm chí bao gồm cả cường giả cấp võ thánh Hồng Ngọc nhắc đến với vẻ mặt sen lẫn sợ hãi lẫn lo lắng, Lục Thánh nghe đến hai chữ Võ Thánh liền co mày hỏi lại, Võ Thánh sao? Đúng, đây là chuyện xảy ra vào năm Võ Đạo thứ 200, mỗi phái ở Tứ Quốc cử một vị Võ Thánh liên thủ tiến vào một khe vực, từ đó biệt vô âm tín. Đây là bí mật của Long Quốc, tấm gương còn rõ rành rành ở đó, chưa đợi Hồng Ngọc khuyên giải một cậu trong đội đã xuất sắng. Ngài sẽ không định vào khe vực đó chứ, với tình trạng của chúng ta, mười mạng cũng không đủ đâu. Hồng Ngọc thì không dám nói thẳng ra rằng cô muốn cản hắn, chỉ nhắc cho Lục Thánh hay, hầm mộ cấp 3A này chỉ cần không xuống sâu quá tầng 30 thì gần như sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Nhưng thật sự phải cẩn thận khe vực, đó không phải là chuyện đùa. Hiếm khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ rõ vẻ sợ hãi như vậy, giọng nói cũng trở nên lý nhí, cứ như đã từng tận mắt nhìn thấy những gì xảy ra trong đó vậy. Lục Thánh thản nhiên mở miệng, "Được rồi, ta biết rồi, đi thôi." Nói xong hắn nhảy phát xuống cái hố thật dứt khoát, để lại một vệt sáng cho đám hết hồ nhìn. Cả bọn đứng trên miệng hố nhìn theo mà ngần cả người, sao bảo hiểu rồi mà vẫn nhảy vào đó lục thánh có suy nghĩ riêng của mình trong thời gian chạm đáy hắn thầm tính toán sau khi trở về sẽ vào mộng cảnh tìm kiếm kỹ càng thông tin về khe vực cả võ thánh cấp 9 cũng không trở về được vậy cường giả cấp 10, cấp 11 thì sao ta không tin võ đạo một vạn năm mà không có bất cứ võ giả đỉnh cấp nào từng thử làm điều tương tự nhất định có bí mật lớn bên trong đám người huyết hổ vậy mà cũng bám theo hắn rất sát nhảy qua nhảy lại trong hang đá một hồi cũng hạ cánh gần bên lục thánh Tuy không rõ máu liều của hắn vốn chiếm bao nhiêu phần trăm, nhưng để khám phá khe vực ba a này thì bọn họ miễn cưỡng đi cùng được. Không chờ đợi lâu, Lục Thánh vừa chạm chân xuống đất đã vốc người về phía trước, nhanh chóng tiến sâu vào bên trong. Tiếng gió vang bên tai vun vút, mái đầu đỏ rất nhanh đã xuất hiện cạnh bên. Lục Thánh nhìn cô gái cạnh mình, trên đường đi không có gì cả, ngoài khe vực ra còn có gì đáng chú ý không? Hồng Ngọc đáp ngay, "Ừm, nếu còn thì có lẽ là những kẻ cuồng võ đạo trong địa quật." Nói đến đó, Lục Thánh ngừng lại ngay, đây có vẻ là thông tin quan trọng nên hắn cần hỏi lại hai người đứng trên một mỏm đá cô kể ngay đó là những võ giả không thuộc quân bộ quanh năm ẩn náu tu luyện trong hầm một sâu thẳm rất nhiều người trong số họ thuộc hệ võ quán lấy việc theo đuổi cực hạn võ đã là mục tiêu những người này vẫn luôn sống sót trong khe nứt hầm mộ ý chí võ đạo và khả năng thực chiến thậm chí còn mạnh hơn các tướng lĩnh của quân bộ không có ai yếu cả bởi vì bọn họ trốn trong hầm mộ cũng là để giết dị thú nên quân bộ không quan tâm quản lý bọn họ cho lắm nghe qua chỉ giống một đám người cần giờ mà thôi lục thánh tò mò vậy tại sao phải cẩn thận bọn họ vừa đi bộ với hắn hồng ngọc vừa kể bọn họ luyện võ đã đến mức nhập ma chỉ cần có thể đột phá cực hạn võ đạo chuyện gì cũng dám làm uống nước bẩn ăn thịt dị thú sống còn đỡ có người thậm chí ăn thịt đồng loại bởi vì bọn họ cho rằng ăn thịt cường giả cũng có thể khiến bản thân mạnh lên bởi bị môi trường trong hầm mộ này ảnh hưởng bọn họ đã không còn là người nữa hơn nữa vì nhu yếu phẩm giết người cướp của là chuyện thường xảy ra trong mắt bọn họ mạng người còn không bằng vài túi đồ tiếp tế mặt lục thánh sầm xuống ngay ăn thịt đồng loại sao so với sát sinh đạo của cố huyền những người này mới là tà đạo thực sự đoạn ngoài của hầm mộ quả như lời hồng ngọc nói thật sự hai người chẳng gặp phải gì cứ thẳng bước băng băng tiến vào bên trong càng lúc càng xuống sâu hơn đến một tiếng sau khi đặt chân đến tầng 20 hầm mộ đã thấy một đám hung thú chết ngắt người bị cắt thành mấy khúc hoặc đánh vầy đủ các thể loại nằm chồng chất lên nhau trong không khí làng vàng mùi máu tanh nhưng không nhiều hồng ngọc đoán cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi nhìn ô tròn tròn đang tỏa ánh sáng trắng ở cuối đường nhóm hết hổ có chút trần trừ chỉ có mỗi giọng hồng ngọc vang lên đây là lối vào sâu trong hầm mộ chỉ có cửa hang có thể nhìn rõ sau khi đi vào sẽ đầy sương mù đen tầm nhìn sẽ trở nên cực thấp mọi người cẩn thận lục thánh bước lên trước cùng với hồng ngọc đã sẵn sàng dấn thân dù trước mắt có nguy hiểm nhưng có vẻ đi cùng anh đẹp trai làm cô thấy yên tâm hơn hẳn mà giọng hắn nghe cũng đáng tin cậy lắm không sao ta là tinh thần niệm sư đi sát ta Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận được trong không gian có những thứ gì đó hữu hình đang dần dần chui vào bên trong cơ thể. Bất thình lình, không khí xung quanh lục thánh bốc lên ảo ảo, gió thổi sao sạc sao động trong không khí khiến nhóm huyết hồ hốt hoảng. Bọn họ cũng nhìn rõ những luồng khói màu đen sen lẫn tím nhìn ám đang bám vào người của lục thánh. Quan trọng hơn là hắn đang làm gì đó khiến những giải khí đó tụ lại thành hình dạng rõ rệt nữa cơ. Ngài, ngài đang làm gì vậy? Lục thánh giang tay lim dim như đang nghiệm chú, mắt vẫn không mở ra, nhưng nghe rõ, miệng đáp đơn giản, chỉ là thử nghiệm thôi, không có gì ảnh hưởng dù có bao nhiêu hắc vụ nhập vào cơ thể một khi chạm vào thể chất hàng tinh bất diệt của ta tất cả đều bị tiêu diệt sạch sẽ cơ thể này quá mạnh mẽ hoàn toàn không cho phép bất kỳ dị đoan nào tồn tại đám người kia không chịu nổi chừng này hắc vụ đâu cứ thế tiến vào sợ là sẽ hóa điên cho nên lục thánh mới vận chúng nó thành một khối tụ lại đen đặc để giải quyết một lần cái vòng xoáy đó vang lên vù vù nhiều tiếng mất đôi chút thời gian giải quyết nên chưa xong trước tầm mắt nơi miệng hang chưa gì đã thấy có chuyển động hồng ngọc hét lên không ổn có dị thú thừa cơ đánh lén đại nhân cẩn thận lạ lùng làm sao lục thánh chẳng làm gì bọn chúng cả chỉ đơn giản là bước vào bên trong quanh người hắn có một lớp màn màu vàng rộng rãi bao phủ khi khi hai con dị thú hung hãn chạm người vào đó ánh sáng lóe lên thật kỳ dị hắn chẳng thèm chạm một ngón tay chỉ thẳng bước vào bên trong như không bận tâm từ đằng sau hồng ngọc thấy hai con thủ bị nổ bụng mà chết máu văng khắp nơi dù lục thánh chưa động thủ mà hoang mang không tin được cái gì con hắc nguyệt liêm yêu cấp năm này còn không thể lại gần đây chính là thực lực của thượng tướng mười hai sao à đồng đội chen vào ngay, không chỉ vậy, tinh thần lực và tu vi mạnh mẽ như thế, đừng quên lúc đó đại nhân đang trong tình trạng nửa tháng không nghỉ ngơi, huyết khí suy kiệt nghiêm trọng khi làm bài kiểm tra. Đám người chậm rãi bước đằng sau, dần dần theo Lục Thánh tiến vào với những lời kinh ngạc không thôi, thật không biết Lục đại nhân tu luyện như thế nào, so với ngày ấy, luôn cảm thấy mình chỉ là một kẻ vô dụng. Ban đầu còn tưởng đi theo Lục đại nhân là để cày công huân, bây giờ xem ra, không chừng còn không cần chúng ta ra tay. Cô vừa có niềm tin vào hắn vừa cảm thấy may mắn khi cùng theo đến đây, tay khoanh lại, cô chốt cho cả nhóm hay cứ coi như đi dạo một vòng hầm mộ với lục thánh đại nhân vậy đây không phải là vinh dự mà ai cũng có được vừa nói xong mặt đất trước mặt vâng lên tiếng đổ đùng khói búng ra thành từng cụm dày đặc cát bụi mịt mù đến mức đứng đằng sau không thấy được gì nữa hết bóng dáng lục thánh bất giác biến mất trong tầm mắt cả bọn ai nếu hốt hoảng nhận ra từ đó còn lan ra sương mù dày đặc nữa có kẻ nào đó đang cố tình kiếm chuyện đầu chọc đoán dưới đất còn có một con còn hồng ngọc chỉ có thể gọi với vào bên trong đó đại nhân cả đám hộp tốc chạy vào trong đó phút chốc cũng cùng nhau biến mất trong đám sương mù kia ngài không sao chứ đại nhân từ bên trong lại nghe giọng lục thánh trầm tĩnh vô cùng đang thong thả xoa xoa cổ tay của mình đáp với mọi người ta không sao hắn đang đứng trên một khối gì đó xanh xanh ngoái đầu nhìn xuống đám người bên dưới vừa rồi chỉ là thử nghiệm giải quyết dị thú mà không cần dùng vũ khí thôi các người thu thập dịch với những thứ hữu dụng rồi tiếp tục lên đường hóa ra dưới chân hắn là một con hung thú to lớn hồng ngọc trợn tròn cả mắt nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ khó tin lục đại nhân tiêu diệt dị thú cấp 7 trong nháy mắt không có gì lạ nhưng mà không dùng vũ khí vết cắt hoàn chỉnh như vậy hắn làm thế nào vậy đừng nói là dùng tay không trẻ đôi thân hình hung thú ra đấy chứ khúc thịt này còn cao hơn cả cô đấy lời giải đáp còn chưa có bỗng nghe vùn vụt vang lên bên trong chiếc hang thấp thoáng trên nền đất và xác dị thú đã giữa ra bên trong là mấy cái bóng giống như của con người vậy họ xuất hiện khá đông có điều không thể làm lục thánh sợ hãi được hắn chỉ đơn giản quay đầu về bên đó phát hiện có người đến nên nhắc nhở mấy kẻ đi cùng chờ đã có người tới hồng ngọc nhìn theo chưa thấy dùng mạo mới thấp thoáng biết có người thôi đã không giấu được vẻ hoang mang ở đây sao lại có người chẳng lẽ là không khí nặng nề bao trùm đội huyết hổ hồng ngọc hai tay nắm hai chuôi kiếm sau lưng mình siết chặt trên mặt mọi người lộ rõ vẻ căng thẳng toàn đội cảnh giác chuẩn bị chiến đấu khi những bước chân đó lại gần chỉ thấy những đôi ủng chiến đấu hoàn toàn giống nhau bên dưới ống quần giản di hồng ngọc ngạc nhiên rõ ràng những người trước mặt này cô có biết nên mới sững sờ như thế đó là tiểu đội hồng loa chiến tinh năm người bước ra từ đó đều có vẻ bị thương ít nhiều trên người vấy máu đã khô lại băng trắng quấn nhiều nơi còn nhiều chỗ trên người cũng bị thương bước chân khập khễnh thấy rõ họ dìu nhau bước chậm rãi ra ngoài không rõ có mất ai không nữa có điều ở một nơi thế này mà gặp được người quen hồng ngọc liền vui vẻ vẫy tay miệng cười tươi như hoa gọi là quân bạn diệp vũ dưới cái mũ trùng là một ông anh dâu mọc lún phún cái áo trên người sườn rách giống đồng đội bước ra chỗ có ánh sáng anh ta đưa tay kéo mũ trùng xuống trận tròn mắt nhìn người đang vẫy mình hồng hồng ngọc có điều không ai rạng rỡ được như cô cả bọn họ mạnh ai nấy tìm một góc ngồi xuống chỉ có duy nhất diệp vũ vẫn nói chuyện với cô dù là với vẻ mệt mỏi rõ rệt các ngươi vào đây bao lâu rồi sao người ngượng tả tôi thế này anh ta thở dài nhưng trên mặt lại lộ vẻ không cam tâm không chấp nhận được hay già đừng nhắc nữa vào đây gần một tháng rồi suýt mất mấy người mà chẳng kiếm được chút gì cả đúng rồi các ngươi định xuống tầng mấy diệp vũ đứng phát dậy với vẻ mặt gấp gáp rồi rất nhanh chóng chuyển qua căm hận răng anh ta nghiến chặt nghe tiếng rít qua kẽ răng nghe ta nhất định đừng xuống dưới tầng 25. Bọn võ đạo điên cuồng ở đó đã hoàn toàn phát điên rồi. Cảnh tượng lúc đó sống động như diễn ra ngay trước mắt, Diệp Vũ run giọng kể chúng không ngừng truy sát các tướng tinh của quân khu chúng ta. Đã có hai tiểu đội hoàn toàn mất liên lạc, vừa nhận được tin tức ta đã lập tức chạy trốn. Vừa nói, Diệp Vũ vừa dùng tay trái kéo tấm áo choàng che kín tay phải, nếu không, e rằng cũng đã bỏ mạng ở trong đó rồi. Khi mở áo ra, cả Hồng Ngọc lẫn Lục Thánh đều kinh ngạc suýt phải thốt lên bởi sự man dợ của nó dấu răng cắn sau đến mức rứt ra được một mảng thịt lớn trên tay diệp vũ máu theo đó nhỏ tong tòng xuống đất bởi vết thương quá lớn nên quấn băng không ăn thua nhìn không khác gì bị dị thú tấn công